thưa quý vị và các bạn, qua nhiều lần điều chỉnh, đến nay kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hưng Yên tăng hơn 54.000 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với giai đoạn 2016-2021 và gấp 2,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Riêng năm 2023, tỉnh Hưng Yên có kế hoạch giải ngân hơn 12.000 tỷ đồng. Quá trình thực hiện 6 tháng đầu năm cho thấy đã có nhiều giải pháp quyết liệt để thúc đẩy giải ngân vốn nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển và tạo động lực cho tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế và cần có sự nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề Hưng Yên quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực cho tăng trưởng. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với bức tranh toàn cảnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 với sự quyết tâm chính trị cao độ cũng như những chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Hưng Yên. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công 12.006 tỷ đồng, cao gấp đôi so với con số 6.000 tỷ đồng năm 2021 và gần 9.000 tỷ đồng năm 2022. Tỉnh Hưng Yên nhanh chóng phân bổ phần lớn kế hoạch vốn này và chỉ đạo thực hiện theo tinh thần ra quân quyết liệt ngay từ đầu năm. Đến 30 tháng 6, bình quân tất cả chúng ta phải được 40% trở lên. Tôi cũng đề nghị là các đồng chí Bí thư ở huyện ủy, thị ủy, thành ủy rồi cùng với lại đồng chí chủ tịch ủy ban huyện là chỉ đạo các phòng ngành quyết tâm quyết liệt như hôm nay các đồng chí đã cam kết. Tỉnh cũng cho phép ủy ban nhân dân cấp huyện được quyền quyết định giá để thu hồi đất, giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng tiền thuê đất. Đồng thời, cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao độ theo tinh thần vừa hành quân vừa mặc áo để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4 qua địa bàn tỉnh. Dự án có mức hấp thụ nguồn vốn lớn. Nhờ đó, đến ngày 30 tháng 6, tỉnh Hưng Yên giải ngân được hơn 3.800 tỷ đồng, đạt 32% vốn Thủ tướng giao, cao hơn mức trung bình 28% của cả nước và đạt 37% vốn đã phân bổ. Riêng vốn ngân sách tỉnh quản lý đã thanh toán qua kho bạc nhà nước đến ngày 30 tháng 6 đạt 28%. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua bức tranh toàn cảnh vừa rồi thì có thể thấy dù chưa đạt kết quả như chỉ tiêu đặt ra, nhưng vẫn có dấu hiệu chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên, nhất là thời điểm tháng 6 đã có sự tăng tốc so với cả 5 tháng trước đó và đạt cao hơn mức trung bình của cả nước. Để đạt được tỷ lệ giải ngân 51% trong kế hoạch vốn gần 240 tỷ đồng của năm 2023, huyện Khoái Châu thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt và đạt kết quả tích cực như dự án đường DH57, con đường trục chính tạo điểm nhấn cho đô thị Khoái Châu tương lai dài 3 km, rộng tới 52 m này đã giải ngân được 99% kế hoạch vốn năm 2023. Song song với việc là đôn đốc tiến độ thi công thì huyện tiếp tục là rà soát kiểm đếm để tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng. Còn đối với dự án đường giao thông liên xã Phú Cường - Hùng Cường tạo động lực phát triển cho vùng bãi ở thành phố Hưng Yên, nhờ sự nỗ lực của cả các cấp chính quyền, chủ đầu tư, đơn vị thi công nên đã giải ngân được 100% kế hoạch vốn năm 2023 và đang phấn đấu vượt tiến độ theo hợp đồng. Về khối lượng thì nó cũng đã vượt rồi, nhưng mà cũng nhà thầu cũng sẽ hết sức cố gắng để đảm bảo kế hoạch cho đề ra. Dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài với kế hoạch vốn năm 2023 là 700 tỷ đồng, dù mới thanh toán qua kho bạc hơn 200 tỷ đồng, nhưng thực tế khối lượng đã được nghiệm thu đạt gần 50%. Đến nay, siêu dự án gần 2.900 tỷ đồng này cơ bản đạt khoảng 40% khối lượng thi công toàn tuyến. Chúng tôi đã nghiệm thu khối lượng là 330 tỷ rồi, nhưng mà nhà thầu phải hoàn ứng lại 190 tỷ, chúng tôi chỉ giải ngân cho nhà thầu được 140 tỷ thôi. Bên cạnh một số điểm sáng thì vẫn còn nhiều mảng xám trong bức tranh giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm hay chưa thực hiện được việc giải ngân tại nhiều địa phương, đơn vị và các công trình dự án cụ thể. Trong đó, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là chậm giải phóng mặt bằng và giá cả nguyên vật liệu tăng cao, nguồn cung khan hiếm. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân chủ quan là chưa có sự vào cuộc tích cực của một số địa phương, cơ quan, đơn vị.
kiểm tra tiến độ dự án đường DT382B vào giữa tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn gay gắt phê bình chủ đầu tư và các địa phương có dự án đi qua là mới chỉ giải phóng mặt bằng được khoảng 30% trong tổng số hơn 14 km của dự án có tính chất mở ra không gian phát triển cho cả khu vực bên phải cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tôi yêu cầu huyện Văn Giang, huyện Yên Mỹ là các đồng chí phải khẩn trương đẩy nhanh cái tốc độ giải phóng mặt bằng lên. Theo cái tốc độ này là rất chậm. Tôi nói là rất chậm chứ còn là chậm đâu. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 5 tháng, tình hình chưa có chuyển biến tích cực, nhà thầu đang phải thi công cầm chừng do chưa có mặt bằng. Dự án được khởi công từ tháng 7 năm 2022, hiện mới chỉ giải ngân được 14% của gần 226 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023. Từ ngày ký hợp đồng đến nay đã được tròn 1 năm, nhưng mà về mặt bằng thì vẫn giao mới được chỉ rơi vào tầm 30%. Trong khi đó dự kiến giải ngân trong năm nay thì tính theo thời điểm thì mỗi ngày nếu có mặt bằng thi công thì đơn vị sẽ phải giải ngân một ngày phải tầm hơn 1 tỷ thì mới có thể làm được kể cả ngày mưa ngày gió. Đối với dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, công trình cầu vượt quốc lộ 39 hiện đại lớn nhất tỉnh Hưng Yên này, chỉ vì còn 2 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng nên vẫn chưa thể hợp lòng. Triển khai được gần 1 năm rồi, nhưng mà trong khi đó thì đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu đã phải dừng thi công mất khoảng 5-6 tháng nay. Và với cái mục tiêu 31 tháng 12 năm 2023 này là sẽ là nghiệm thu kỹ thuật đưa vào vận hành thì cái việc như vậy là nó sẽ rất là khó. Hay dự án tôn tạo di tích lịch sử Cây Đa và đền La Tiến ở huyện Phù Cử do vướng mặt bằng nên mới chỉ xây được một bên trụ ghi môn như thế này. Tỷ lệ giải ngân vốn hiện là 0%. Bên cạnh khó khăn về mặt bằng, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, nguồn cung khan hiếm cũng đang gây khó cho các nhà thầu. Còn đối với dự án đường trục trung tâm thị xã Mỹ Hào, dù đã được bàn giao 90% mặt bằng và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, nhưng dự án đang trong tình trạng vừa thi công vừa chờ vật liệu, nhất là khối lượng hơn 10 vạn mét khối cát sàn lấp. Như tháng 5 thì giá nó chênh so với cái thông báo giá của sở là khoảng 30-35%. Còn tại thời điểm hiện tại này thì chênh nhau khoảng sấp xỉ 20%. Phiên chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa qua, nguyên nhân của tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công cũng được cơ quan chức năng trả lời, phân tích rõ. Về nguyên nhân chủ quan, một số dự án có khả năng hấp thụ nhiều vốn nhưng phải mất nhiều thời gian để thực hiện thủ tục đầu tư như thủ tục chấp thuận, chuyển mục đích sử dụng đất, trồng lúa, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chất lượng chuẩn bị dự án thấp, công tác khảo sát thiết kế dự án chưa tốt, dẫn tới một số dự án phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư nhưng chưa thể giải ngân được vì vướng mắc về quy hoạch, địa điểm, đất đai, giải phóng mặt bằng, dẫn tới phải điều chỉnh đơn giá dự toán làm thay đổi hoặc điều chỉnh dự án. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ này tỉnh Hưng Yên có nhiều nguồn lực hơn các nhiệm kỳ trước để đầu tư cho phát triển nhằm thực hiện các khâu đột phá về hạ tầng, góp phần sớm thực hiện thành công mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Nguồn lực có sẵn, thế nhưng không thể đạt được mục tiêu này nếu như vốn đầu tư không chuyển hóa được thành các công trình, các dự án cụ thể, kéo theo không tạo được động lực cho tăng trưởng. Vì vậy, thời gian tới tiếp tục cần có giải pháp đồng bộ quyết liệt, sự tập trung vào cuộc triển khai với quyết tâm cao độ hơn nữa để tháo gỡ các khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và cũng như cả nhiệm kỳ. Sở Tài chính nhập tap mít 100% khi các chủ đầu tư lên là có khối lượng là được thanh toán, đã có tap mít rồi, cứ thế thanh toán bình thường. Yêu cầu Sở Xây dựng kết hợp với Sở Tài chính thông báo giá khẩn trương để phù hợp với giá thị trường, để tạo điều kiện các chủ đầu tư ba cấp là cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trạng. Các trích lục, các khu đấu giá đất thuộc để thu hồi đất và các dự án để thu hồi đất thì giao lại cho các huyện, các yêu cầu của Sở Tài nguyên Môi trường giao lại cho các văn phòng đăng ký đai thực hiện nội dung này. Tôi muốn lưu ý các đồng chí về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, đặc biệt là các đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền các cấp nhớ cho tôi một điều. Năm nay rất khó khăn về sản xuất kinh doanh, về thu hút đầu tư của đầu tư tư nhân. Cho nên là đầu tư công
là cái mà chúng ta có thể nương tựa vào để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối của năm 2023. Đây là vấn đề rất lớn. Tới đây có thể là tôi sẽ họp 2 tuần một lần liên quan đến các nội dung này. Và để cột trách nhiệm của các đồng chí đứng đầu các cấp ngành và bí thư các cấp ủy và các cấp chính quyền, không thể để thế này được. Làm gì có chuyện tiền chờ dự án thế này. Tiền có treo trong tài khoản kho bạc gây lãng phí,